Trước ngày 9 tháng 9, trao đổi với tuổi trẻ online, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết quận vừa ký quyết định xử phạt nam ca sĩ Tuấn Hưng 12,5 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa. Quảng cáo được quy định tại Nghị định 38 của Chính phủ. Cụ thể, hành vi không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Tuấn Hưng khi tổ chức live show đã vi phạm hành chính theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo điểm đề. Khoản 2, Điều 11 Nghị định 38 ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Sau khi làm việc với Tuấn Hưng, nam ca sĩ này cũng rất cầu thị và nhận thức được lỗi sai, đồng thời cam kết không để tái diễn việc làm tương tự, vị lãnh đạo trên nói. Trước đó, quận này cho biết từ năm 2019, ca sĩ Tuấn Hưng đã tổ chức sâu ca nhạc tại ban công nhà riêng ở 19, phố Hàng Khay, thu hút đông khán giả. Sau 2 năm dịch COVID-19, hoạt động này tạm dừng cho tới khoảng một tháng qua, các buổi biểu diễn được tiếp tục. Sau những buổi live show, Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền đã hướng dẫn ca sĩ Tuấn Hưng thực hiện việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đúng quy định, nhưng theo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, giọng ca sinh năm 1978 không thực hiện theo yêu cầu của chính quyền mà cho rằng đây là ban công nhà riêng. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 đến 9, ca sĩ Tuấn Hưng đã đăng tải công khai trên mạng xã hội việc tổ chức live show góc ban công vào 20 giờ ngày 3 tháng 9, thu hút hàng ngàn người hâm mộ đến theo dõi.